Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chào ngày mới sáng thứ hai ngày 8 tháng 8 của STV. Thưa quý vị, nếu xã phường được coi là pháo đài, người dân trở thành chiến sĩ là hai nền tảng của việc chuyển hướng về cơ sở trong phòng chống các loại dịch bệnh, thì việc mở rộng và nâng cao chất lượng hệ thống trạm y tế lưu động, địa bàn vùng sâu, vùng xa biên giới được coi là cột trụ thứ ba tạo ra thế kiềng ba chân vững chắc trong công tác phòng chống dịch bệnh, khám sức khỏe ban đầu cho người dân. Và nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ, như thường lệ, mời quý vị đến với phần tin tức. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý điều hành giá, bình ổn giá các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu có tác động đến chỉ số giá tiêu dùng và ảnh hưởng đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức cá nhân, nhất là việc kiểm soát giá các hàng hóa, dịch vụ sau khi giá xăng dầu giảm mạnh trong các kỳ điều hành vừa qua. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp quản lý điều hành giá. Theo đó, đối với các mặt hàng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ giá xăng dầu như dịch vụ vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, logistics, các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu chịu ảnh hưởng gián tiếp từ giá xăng dầu có tác động đến chỉ số giá tiêu dùng và ảnh hưởng đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường tổ chức rà soát kê khai giá của doanh nghiệp để đánh giá việc điều chỉnh giá phù hợp với biến động của các yếu tố đầu vào. Theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, tổ chức nắm bắt tình hình thực hiện của các tổ chức cá nhân kinh doanh để có các biện pháp điều hành bình ổn giá phù hợp. Tăng cường kiểm tra kiểm soát việc chấp hành pháp luật về giá, các biện pháp kê khai, niêm yết giá, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng để tăng giá bất hợp lý, chủ động kiểm tra yếu tố hình thành giá theo quy định tại luật giá và theo thẩm quyền khi hàng hóa có biến động bất thường và xử lý các sai phạm theo quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023. Theo khung kế hoạch năm học 2022-2023, thời gian tựu trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Khai giảng năm học mới 2022-2023 được tổ chức vào ngày 5 tháng 9 năm 2022, kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15 tháng 1 năm 2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25 tháng 5 năm 2023 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2023. Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6 năm 2023. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31 tháng 7 năm 2023. Trong tháng 7 vừa qua, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh được mở cửa và hoạt động an toàn trong điều kiện bình thường mới. Tổ chức đẩy mạnh truyền thông du lịch an toàn, tổ chức xúc tiến kích cầu du lịch nội địa và ưu tiên kết nối giữa các địa phương. Doanh thu hoạt động dịch vụ tháng 7 vừa qua ước đạt trên 686 tỷ đồng, tăng gần 37% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ hoạt động dịch vụ lưu trú ăn uống ước đạt trên 288 tỷ đồng, tăng 115% so với cùng kỳ năm trước. Những tháng còn lại của năm 2022, các đơn vị chức năng trong tỉnh tiếp tục tổ chức hoạt động xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch, tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên của khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, thường xuyên nắm tình hình hoạt động, những khó khăn kiến nghị của các doanh nghiệp, hội viên, đề nghị các cơ quan liên quan giải quyết, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đón 3,2 triệu lượt khách du lịch đến với Sơn La, đạt doanh thu 2.800 tỷ đồng trong năm nay. Huyện Sông Mã là địa phương có diện tích trồng nhãn nhiều nhất của tỉnh Sơn La với gần 7.500 hectare, trong đó có 6.000 hectare đang cho quả, dự kiến sản lượng năm nay khoảng 60.000 tấn. Để bảo đảm quả nhãn tươi được tiêu thụ tốt, huyện Sông Mã đã đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hướng dẫn các hợp tác xã xây dựng chuỗi liên kết sản xuất cung ứng tiêu thụ. Từ trồng nhãn, nhiều gia đình có thu nhập vài trăm triệu đồng một năm, cá biệt có những hộ thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Toàn huyện có 46 mã số vùng trồng nhãn xuất khẩu với diện tích hơn 570 hectare, trong đó 9 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Mỹ, 21 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, 16 mã vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Australia, New Zealand. Đến thời điểm này, huyện Sông Mã đã tiêu thụ được gần 25.000 tấn quả nhãn tươi và hơn 10 tấn long nhãn. Để đảm bảo tiêu thụ sản phẩm nhãn, huyện Sông Mã đã chú trọng vai trò của các hợp tác xã trong việc kết nối tiêu thụ sản phẩm, hướng tới mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao giá trị của nhãn. Huyện Sông Mã đang hoàn thiện thủ tục cấp 5 mã số vùng trồng nhãn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc EU với diện tích 9 hectare, sản lượng dự kiến 370 tấn.
Đề án hỗ trợ xóa nhà tạm trên địa bàn huyện Mường La giai đoạn 2021-2025 đặt ra mục tiêu xóa 407 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, trong đó 295 hộ đề nghị làm mới và 112 hộ sửa chữa. Từ năm 2021 đến nay, huyện Mường La đã huy động được hơn 22 tỷ đồng hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức, cộng đồng. Trong hai năm 2021 và 2022, huyện Mường La đã hoàn thành hỗ trợ 100% hộ gia đình khó khăn về nhà ở theo kế hoạch với mức là 40 triệu đồng một nhà xây mới và 20 triệu đồng một nhà sửa chữa. Đến thời điểm này, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mường La đã hoàn thành mục tiêu của đề án là xóa được 407 nhà tạm, nhà dột nát về đích trước 3 năm so với kế hoạch. Việc xóa nhà tạm đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho các hộ nghèo về nhà ở, giúp họ yên tâm lao động sản xuất, cải thiện đời sống và vươn lên thoát nghèo bền vững. Gần 200 tỷ đồng là số tiền xử phạt vi phạm hành chính do lỗi vi phạm nồng độ cồn trong một tháng rưỡi vừa qua từ khi lực lượng cảnh sát giao thông mở đợt cao điểm trên toàn quốc. Số trường hợp vi phạm là hơn 43.400 trường hợp. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện và xử lý hơn 21.400 trường hợp vi phạm về cơi nới thùng xe chở hàng quá khổ quá tải. Đợt cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trên các tuyến giao thông được Bộ Công an triển khai trong 3 tháng từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 20 tháng 9 năm 2022 nhằm kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự như vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, vi phạm tốc độ trên đường bộ, vi phạm về cơi nới thùng xe và chở hàng quá tải trọng, quá khổ trên đường bộ, phương tiện thủy chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, hàng hóa không hóa đơn chứng từ, cảng, bến thủy nội địa không phép. Quý vị và bạn vừa theo dõi phần tin tức của chương trình Chào Ngày Mới sáng nay. Tiếp tục với chương trình, mời quý vị cùng đến với câu chuyện ngày mới. Thưa quý vị, không như thành phố hay thị trấn, nơi người dân có điều kiện hơn để chăm sóc sức khỏe, thì ở vùng đặc biệt khó khăn biên giới huyện Sốp Cộp, các y bác sĩ phải băng rừng, vượt suối đến từng bản, từng nhà, thậm chí là phải đến tận lán trên nương để thăm khám và phát thuốc cho bà con. Trong câu chuyện ngày một sáng nay, mời quý vị cùng phóng viên chúng tôi theo chân một tổ y tế lưu động để hiểu thêm về phần nào những vất vả của họ trong công việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trạm y tế xã Mường Và có 10 y bác sĩ và điều dưỡng viên, định kỳ mỗi tháng một lần, từ ngày 15 đến ngày 18. Trạm lại tổ chức lực lượng cùng thiết bị, vật tư và thuốc men cho tổ công tác đi tới 4 bản vùng cao biên giới. Do địa hình chia cắt, dân cư phân bổ thưa thớt, cách xa nhau nên cán bộ y tế phải vượt đèo, băng suối để tìm đến dân. Các điểm chăm sóc y tế có thể đặt ở bất cứ đâu, từ nhà văn hóa đến điểm trường hay phải đến từng nhà, từng ngôi lán trên nương. Khi mà các bác sĩ ở dưới trạm xã lên tận bản để tiêm phòng cho các cháu thì bản thân tôi cảm thấy rất là vui vẻ và phấn khởi mà được các bác sĩ giúp đỡ cho các cháu để sau này các cháu lớn lên khỏe. Tháng nào cũng phải tiêm phòng nên tôi đã đi từng hộ gia đình để tuyên truyền về lợi ích của tiêm vaccine. Tôi cũng thường xuyên tuyên truyền về lợi ích của vaccine cho bà con hiểu. Việc tiêm phòng không có hại gì, tiêm phòng là rất có lợi để phòng bệnh tật cho sức khỏe sau này của các cháu. Các y bác sĩ cho biết, đối với những địa bàn vùng sâu, vùng xa, nếu không đến tận nơi vận động, giải thích về tiêm chủng, thì rất ít trẻ được tiêm phòng đúng lịch và đủ mũi. Do đó, để bà con được hưởng quyền lợi chăm sóc y tế, các y bác sĩ phải chấp nhận đối mặt với những khó khăn, trở ngại. Mà mình muốn lên để dân họ không phải đợi mình lâu ấy, thì họ đợi mình lâu thì họ sẽ lại nghĩ là mình không lên, họ lại đi lương mất. Thế cho nên là mình sẽ phải bắt buộc là mình phải lên thật sớm. Sau đó mình đi thì đường đi thì rất khó khăn. Đi đến nơi nhiều lúc vaccine của chúng tôi chở đi, chúng tôi sắp xếp theo thứ tự thật, nhưng mà đến khi cho vào bình lên đến nơi vaccine nó cũng đảo lộn hết, đâm ra chúng tôi lại phải sắp xếp tuần tự. Sau đó thì bắt đầu nó lại tiếp tục triển khai tiêm cho các cháu ở trên đấy. Không chỉ tiêm phòng cho trẻ em, việc chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai, tiêm phòng COVID-19, khám, tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi tại các thôn bản cũng hoàn toàn được thực hiện do các tổ công tác lưu động. Đây cũng là những nỗ lực rất lớn của các y bác sĩ tuyến cơ sở ở vùng sâu, vùng xa. Ngành y tế, trạm y tế xã
đã phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện và các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn để tổ chức triển khai thực hiện mới đạt được hiệu quả là như vậy. Nếu không thì tỷ lệ tiêm chủng của chúng ta sẽ rất là thấp riêng huyện Sóc Cộp. Được tuyên truyền vận động, bà con các xã ở vùng cao cũng rất mong con em mình được tiêm phòng đầy đủ, mong được thăm khám, tư vấn cách thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Đây cũng là nguồn động lực giúp các cán bộ y tế cơ sở thêm yêu nghề. Tuy nhiên, họ cũng cần được tạo thuận lợi nhiều hơn, được hỗ trợ nhiều hơn trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Việc đi đến tận các bản vùng cao biên giới của các y bác sĩ tuyến y tế cơ sở đã giúp cho người dân được tiếp cận với việc khám bệnh ban đầu tốt hơn, giúp họ có được sự chăm sóc y tế sớm nhất, từ đó nâng cao sức khỏe và tạo thêm niềm tin của nhân dân đối với tuyến y tế cơ sở. Khép lại nội dung câu chuyện kể mới tại đây, mời quý vị tiếp tục chương trình với Góc Cuộc Sống. Thưa quý vị và các bạn, nhờ có khí hậu quanh năm mát mẻ, những năm gần đây, tại tỉnh Bắc Cạn, nhiều người đã mạnh dạn đầu tư trang trại nuôi các loài cá nước lạnh gắn với du lịch trải nghiệm. Những mô hình này bước đầu đem lại hiệu quả tốt, nhiều người đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đây là trang trại nuôi cá hồi, cá tầm của anh Đặng Thành Dũng ở xã Yến Dương, huyện Ba Bể. Từ khi kết hợp cùng mô hình du lịch trải nghiệm, lượng khách đến trang trại của anh ngày một tăng, khiến lượng cá tiêu thụ cũng nhiều hơn. Trang trại của anh Dũng đã có quy mô khá lớn. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm anh Dũng thu về hàng trăm triệu đồng. Cái lợi nhuận của con cá tầm, cá hồi này nó cao nên là em cũng thấy phù hợp với khí hậu ở trong bản địa mình, nên em mới chọn hai con cá tầm, cá hồi này để khởi nghiệp. Trong thời gian tới em sẽ tiếp tục mở rộng cái mô hình để phát triển nhiều, để cho nhiều hơn nữa, để cho mình mở rộng được cái quy mô mình ra, để sau này mình có đầu ra. Tại Bắc Cạn hiện có 4 mô hình trang trại nuôi cá hồi, cá tầm. Qua nhiều năm hoạt động cho thấy hiệu quả cao. Do khí hậu phù hợp, cá lớn nhanh, chất lượng tốt nên sản phẩm cá hồi, cá tầm của Bắc Cạn được thị trường chấp nhận. Vừa tháng 11, 12 về nuôi, bây giờ là ăn được rồi đấy. Khách về đi lại nó đòi ăn. Cá, con cá to thì chủ yếu là phục vụ nhà hàng. Một số trang trại cá hồi, cá tầm ở trên núi cao, khí hậu mát mẻ, cảnh quan đẹp, nên các chủ trang trại đã phát triển thêm du lịch trải nghiệm tại chỗ. Du khách đến vừa được thưởng thức cá, vừa được tham quan trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa người dân bản địa. Nhờ đó, người dân xung quanh cũng có thêm thu nhập. Tạo thêm được các sản phẩm cho du lịch, từ du lịch trải nghiệm sinh thái, du lịch trải nghiệm nông nghiệp, du lịch trải nghiệm văn hóa của đồng bào dân tộc trong đời sống và trong sản xuất. Điều này khi mà chúng ta thực hiện được thì cũng sẽ là một cái nguồn lực, cũng là một cái giải pháp rất tốt cho chúng ta phát triển thị trường. Đó là thị trường bán tại chỗ. Và cái điều đó cũng sẽ giúp cho người nông dân có được thu nhập tốt hơn, đời sống sẽ được cải thiện. Từ thực tiễn cho thấy nuôi cá nước lạnh kết hợp với du lịch trải nghiệm là hướng đi mới có hiệu quả cao. Nếu có thêm sự hỗ trợ định hướng của nhà nước, đây hứa hẹn sẽ là hướng đi giúp giảm nghèo bền vững của người dân vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vâng, những năm gần đây thì loại hình du lịch nông nghiệp phát triển dựa trên điều kiện tự nhiên sẵn có, từ đó tạo mối liên kết đem lại hiệu quả kinh tế cao. Du lịch nông nghiệp mang lại nhiều lợi ích về phát triển kinh tế bền vững cho người dân bản địa. Nó không chỉ giúp người dân bảo vệ môi trường mà còn bảo tồn và phát huy những nét văn hóa độc đáo của địa phương, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Sự tham gia trực tiếp của nông dân đã tạo nên sự phong phú hấp dẫn cho các sản phẩm du lịch của địa phương. Từ đây chương trình Chào Mừng Sáng Nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.